Với việc khai trương đại lý Subaru Đông Đô Thành, các khách hàng Subaru tại Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có thể dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu và trải nghiệm các mẫu xe của Subaru. Subaru Đông Đô Thành đi vào hoạt động sẽ là đại lý ủy quyền thứ 10 của Subaru tại Việt Nam. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống phân phối của Subaru Việt Nam đã có 12 chi nhánh và đại lý ủy quyền trên khắp cả nước. Sự tăng trưởng doanh số bán và nhu cầu khách hàng không ngừng tăng lên tạo tiền đề cho hoạt động mở rộng mạng lưới liên tục. Dự kiến đến cuối năm 2020, MIV sẽ có 19 đại lý ủy quyền và chi nhánh trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, những khách hàng yêu thích Forester tại Việt Nam cũng có thể đặt mua bộ phụ kiện đặc biệt GT Edition với thiết kế đầy chất thể thao và tinh tế cùng với xe Forester 2.0 IS hoặc xe 2.0 IS iSight mới. Mặt khác, các khách hàng hiện đang sở hữu xe Forester thế hệ thứ 5 cũng có thể đặt mua riêng bộ phụ kiện đặc biệt GT Edition để mang đến chất riêng và phong cách hơn cho chiếc xe của mình.